Chào các bạn, chào các bạn. Linh không có ăn, con mình Tám ăn hủ tiếu, cơm tấm. Đây, một mình mã nè. Ơi, hấp dẫn. Có người hỏi tôi là cái lúc mà tôi lập dấu á, tôi nói cái gì? Ừ. Nên là chỉ nói câu đơn giản, cảm ơn Chúa cho con cái bữa ăn này. Đúng rồi. Thôi vậy thôi à. Đơn giản như đang giỡn chứ đâu có gì cầu kỳ đâu. Có người thì đọc kinh đó mà Linh. Không. Nhưng mà bà sao? Bà làm dấu bà nói gì? Tạ ơn thôi. Tạ ơn Chúa đã cho con bữa ăn lương thực hàng ngày nè. Bà tha nợ chúng con giống ông tha kẻ có nợ chúng con. Rồi xin mời nha. Bạn ơi, xớt cái này qua mỗi đứa nữa. Nói chứ phải cho bà Linh bà ăn chứ tội bà. Bà khóc kìa các bạn. Cái trứng ấp là cái lòng trứng nó đẹp quá ha. Ừ. Tao thèm quá. Gần sắp lớp rồi. Thèm quá, ăn cái này trước đi ha. Cơm sao? Miếng đói bụng hai chị. Ủa đang coi của em hả? Trời, đang qua cái tới là thấy liền luôn vậy đó. Lâm dễ sợ luôn. Sao chị vừa muốn mà chị vừa nuốt nước miếng vậy chị? Thầy em đói luôn. Để mình kêu cái xe tải mình bằng anh hay bằng em mà Linh. Má này, má này, má này. Trời. Má gì? Ba. Má hai. Rồi, lên ăn đi. Cho mày bà múc ít chứ vậy. Nói như đây tôi ăn cơm nó ăn giùm đi. Xin mời lên trần. Dạ, em xin đổi hơn. Đấy. Ớt. Không, ăn ớt chua nãy người ta cho đó. Ớt chua kia rồi. Con kìa. Còn cái ớt đó người ta ăn bún riêu là nước mắm nó ăn chấm tấm. Tô go cái tô cùi này, nhưng không phải tô go mua thêm tô cù, cái tô cù ông hủ tiêu này về cho ông ngoại ăn thử. Ông ngoại khoái chảo tôm mà, thì mua một cục, ông mua một miếng tô cù, một miếng chảo tôm. Rồi coi chăm chỉ không, con ông chăm chỉ. Này gì? Cái gì? Tàu hủ cây. Mà thích ăn hủ cây không? Thích. Ăn đi. Bà không thích ăn bì hả? Không. Bì ngon mà. Nó ăn bì. Chả cũng thích lắm. Nhưng mà cơm tấm phải ăn tùm lum nó mới ngon. Đó, ăn đi. Đã ăn tùm lum đi. Hay không? Hay. Bây giờ bà dễ thức ăn hay thiệt á. Vậy cũng khen nữa hả? Vậy cũng khen luôn hả? Khen luôn. Ghê hả? Hay quá. Tôi tưởng bà cầm lên bà cắn bà một nửa tương nửa chứ.
kìa, thấy chưa bà đó. Đặc biệt ăn cơm tấm là tôi ăn nhiều. Mà bà ăn tiệm này không hả? Ừ, ăn tiệm này không à. Quê bà... hương, tiệm này là quê hương đối diện với lại văn phòng thẻ xanh quốc tịch của Bắc Băng Trinh. Đây nè, Băng Trinh ngồi ở chợ đó đó. Anh Trinh ngồi trong đó nhìn ra thấy bà Tám ngồi ăn. Không có, giờ này Trinh chưa ra đâu. Giờ này tại còn sớm quá chứ, nếu trễ là kêu Trinh là Trinh chạy qua. Lần nào ăn ở đây cũng kêu Trinh qua. Trong khu Wefago. Chợ Tam Biên. Dễ nhớ hơn, Wefago nhiều chỗ. Chợ Tam Biên nhiều chỗ á. Chợ Tam Biên có mấy chỗ nữa. Tam Biên Bô Sa. Thấy không? Gần nhà bà Tám. Cũng khu chợ Tâm Biên đâu xa. Các bạn ở xa lại đến đi ăn nè, nhớ gọi bà Tám nè. Nhớ gọi Băng Trinh gần hơn. À. Có cặp men đó. Nó là 88. Chiếu ông ngoại ăn đi Tám. Thích coi ông ngoại ăn đi. Tám nó cầu rồi chiếu ngoại ăn tiếng sáng luôn á. Phải dựng ngoại ăn ngày 3 buổi lận. Nếu mà thật sự mà muốn chiếu ông ngoại ăn á, là một ngày 3 buổi ông ngoại ngồi đó ăn à, như lùi quay chắc cũng phải từ sáng đến tối luôn, từ sáng tới tối luôn á, đâu mà... đến tối đâu, đến khuya luôn á, đến giờ đi ngủ. Còn bữa nào tôi ngủ lại tôi nằm đất tôi quay từ tối tới sáng. Không, bữa nào quay ban đêm, bữa nào bà nằm ở dưới á cái bà quay ông ngoại ban đêm. Để máy con ngoại tối ngoại làm à. Gì đúng không? Trời trời. Để máy hồi mấy lần để máy hết pin luôn. Nhìn gì vậy? Nhìn đồ ăn còn nhiều quá không? Tôi chưa ăn. Không, ăn đi. Ăn đi. Các bạn thấy không? Bà Thơ và lợi hại chưa? Lợi hại sạch hả? Thon. Các bạn có nhớ cái lúc mà trước khi qua cái cảnh này không? Cái cảnh trước á, còn nguyên dĩa đồ ăn mà Tám ơi, đồ ăn còn nhiều quá mà giờ qua cảnh này là thấy hết rồi. Là sao? Bà Linh lúc cảnh trước Tám nói là đồ ăn sao còn nhiều quá, bà Linh bà nói tôi chưa có ăn. Bây giờ qua cảnh thứ nhì á, thì là dĩa đồ ăn nó sạch luôn. Thì các bạn hiểu không? Hiểu hả? Các bạn có hiểu không? Có hiểu không? Đâu có. Cũng khó hiểu lắm á. Oan kính. Oan. Bạn ý bà nói tôi ăn á hả? Ừ. Thôi. Oan thì kính nha. Ăn thì màu, ăn thì kính, ăn thì màu. Hồi nhỏ tôi kể cho bà nghe, ăn thì kính hồi lúc tôi mấy tuổi rồi tôi đi coi phim. Phim ăn thì kính á, biết không? Nhớ hoài suốt đời luôn hồi nhỏ nha. Vậy mà mấy tuổi? Ra, có mấy tuổi rồi đi theo mấy người chị đi coi, biết sao? Ngồi coi bỏ chân lên ghế ngồi mất vé hả? Ừ, mất vé. Nhớ luôn á nha, từ nhỏ đến giờ nhớ hoài. Có khóc không? Chắc có chứ, nít mà. Hồi đi nhân không về hả? Ừ. Trời, mình là nhớ luôn á, từ mấy tuổi mà bây giờ vẫn nhớ. À. Thấy em ở trên clip á. Ê Hoàng, ông mà dắt mẹ đi cái thương ha. Nhiều bà cụ vậy là nhìn là biết ảnh thương má lắm. Cái đàn ông mà dắt nhiều mẹ đi ăn đi chăm sóc mình thấy thương, mấy người đó chắc chắn thương vợ. Đúng rồi. Người nào mà có hiếu cha mẹ là chắc chắn là thương, coi như là cũng như có trách nhiệm với vợ con. Thường là vậy. Ừ, đúng rồi. Chứ nếu mà mình quen một cái người đàn ông mà mình thấy người ta không có hiếu cha mẹ
cha mẹ còn không có hiếu lấy đâu mà cho có hiếu với vợ. Ừ. Nhưng mà có mình nói cũng tôi thấy có những cái trường hợp mà cha mẹ không có hiếu nhưng mà vợ rất là sợ vợ, nói cha mẹ luôn. Nhưng mà có nhiều người có hiếu với cha mẹ nhưng mà lại không kiểu như lo cho cha mẹ quá cũng bỏ bê mà, vậy là cũng không đúng. À cũng không đúng đâu, nói chung là cũng có người này người khác à. Nhưng mà người ta thường thường người ta nói vậy, tôi nói tôi nghĩ tôi không biết phải các bạn biết tâm nói đúng không các bạn. Rồi. Theo các bạn nghĩ làm sao? Rồi các bà có hiếu lại chồng không? Dạo này thấy nghe đồn là bà bỏ bê anh Quang vậy mà sao? Lo cho ông ngoại quá, bỏ bê anh Quang nghe đồn vậy đó. Làm sao? Cái gì cúi xuống vậy đừng khóc nha. Tôi ăn cái này xong cái này. Trời ơi. Tôi có thể không trả lời câu hỏi của bà được không? Cái này là câu hỏi chung nha, không phải câu hỏi nữa mà nhiều ý, nhiều người muốn nêu ý vậy, hỏi vậy đó. Các bạn có thấy tấm không hiểu với chồng? Ừ. Thấy không? Ừ, các bạn thấy không? Thấy không? Không có thấy đâu. Tôi thấy và có hiếu với chồng. À, lúc mà không có ba má của mình đó, thì mình lo cho chồng. Ừ. Nhưng mà bây giờ có ba của mình, có má của mình, thì có phải là chồng mình phải xuống hạng hai không? Mới đầu là chồng mình hạng nhất, đúng không? Có má mình chồng mình hạng hai. Bây giờ có thêm ba mình, chồng mình phải xuống hạng ba. Nó phải theo hạng. Đúng. Chứ không phải là bỏ, nó phải theo hạng thứ tự đàng hoàng. Bây giờ ảnh ok rồi thì mình phải tập trung mình lo cho cha mẹ của mình trước. Cha mẹ của mình là quan trọng nhất. Đúng. Là trên hết. Vợ chồng là sau. Không biết ý các bạn như thế nào mà tám là như vậy. Bên tình bên hiếu thì phải chọn bên hiếu. Tại vì á, ba mẹ có một mà chồng mình còn có thêm được, hoặc là có người khác được, hoặc là chồng mình còn thay đổi được, cha mẹ mình không có thay đổi được, mình không có chọn được cha mẹ của mình, chồng mình chọn được. Bà hiểu mình lắm. Hiểu. Trời đó, tôi cũng là hàng đầu quá. Mà bà không chọn chồng luôn, mà chọn trời đó. Thiệt luôn á các bạn. Mình phải có mẹ cha, mình phải có hứa. Mình không phải mình dạy đây, mình không có dạy. Nhưng mà theo tám là như vậy. Mình không có dạy ai là phải bắt buộc phải có hiếu với mẹ. Nhưng mà cái đó cũng là bắt buộc đó. Trong cuộc sống của mình, trong cuộc đời của mình, cha mẹ của mình là trên hết. Ngoài ra không có gì quan trọng hết. Không có gì quan trọng bằng cha mẹ của mình. Cha của mẹ của mình là cha mẹ của mình sanh ra nuôi mình lớn. Bây giờ mình phải có, giống như là mình có, mình may mắn mình mới được gần ba mẹ của mình, nó chăm sóc cha mẹ của mình được may mắn. Giống như bữa có một người nhắn tin cho tám nè, nhắn hay lắm, nhiều người nhắn lắm chứ không phải một người đâu, nhiều người nhắn tin là tám rất là may mắn là cùng với ba mẹ, được chăm sóc ba mẹ, trong khi bây giờ mình đó là mình không có cha mẹ để mình được chăm sóc giống như tám. Rồi có những comment cũng nói nữa, nói là bạn có biết là bạn gì, bạn có biết là bạn may mắn gì, hạnh phúc lắm không này kia đó. Là như vậy, cho nên ý là mình nói là cái tất cả những cái gì mình cho cha mẹ của mình là không bao giờ mất. Ông trời ổng sẽ thấy hết, ổng sẽ cho mình là gấp 10 luôn, 100 lần. Con cái mình nó học, nó thấy vậy nó học theo, nó noi gương á. Cho nên là sẵn đây thì tám cũng xin nhờ khuyên mọi người, mà những người mà hay bỏ quên cha mẹ của mình đó, mình phải nên suy nghĩ lại. Tại vì á, đạo nào cũng vậy á, đạo nào cũng vậy là phải
hiếu thảo cha mẹ là hàng đầu. Tất cả đạo nào mới không, đạo Phật phải không, cũng dạy mình thì phải hiếu thảo cha mẹ. Giống như đạo Công giáo á, trong cái giới răng thứ tư thảo kính cha mẹ có trong đó luôn á, phải thực hiện đủ 10 điều đó. Là quan trọng nhất, phải thảo kính cha mẹ, phải thương yêu chắc chắn phải thương yêu tất cả mọi người rồi. Thương nó yêu có nhiều người cũng đâu có thương yêu đâu. Trời ơi. Cũng hiếm lắm, nói chung là phải hiếm lắm, không phải là ai cũng vậy. Tôi thấy là nhiều người ta thương cha mẹ ta dữ lắm. Nhưng mà tại vì người ta không có lên YouTube, giống như là mình, người ta không có YouTube lấy đâu. Ta lên mà sao mọi người biết được. Cho nên nhiều người ta nói là hiếm có ai mà được như là thương cha mẹ như là Tám vậy. Mà Tám nó không có đâu, rất là nhiều, nhiều lắm, nhưng mà người ta không có lên YouTube, người ta không có kênh, người ta không có quay, cho nên mình không có biết thôi, đúng không Linh? Đúng. Cho nên Tám cũng chẳng hay ho gì đâu, bởi vì tại vì là Tám là tại vì may mắn là Tám có cái kênh YouTube thì Tám mới quay cuộc sống hàng ngày, đời thường của Tám như thế nào nào nào. Mà cũng may là Tám cũng hiếu thảo, thương yêu cha mẹ, cho nên là mình quay lên thì tự nhiên mình thấy là nhiều người người ta thức tỉnh á, người ta giống như chị Ngọc á, chị nói chị tưởng là chị làm có tiền chị đưa cho cha mẹ là đủ, nhưng mà thật sự là phải dắt cha mẹ đi ăn rồi chăm đi thăm sóc. Cái chị mới dắt ba mẹ chị đi ăn á, chị coi mình á, cái chị thấy dắt mẹ đi đó. Ăn nhiều lắm, nhiều người lắm, nhiều người nhắn tin cảm ơn Tám dữ lắm. Trời ơi, đang nói chuyện cái điện thoại nó gọi vô cho nên phải ngưng lại thôi. Bây giờ mình đi lên xe, mình nói chuyện tiếp nha các bạn. Đi lên này. Đi đi ngõ nào? Ngõ này. Này chứ. Này bà mặt tông xịt tông á hả? Xịt tông không? Xịt tông màu nâu quá. Nâu xịt tông không? Ồ, cái vỏ là đôi giày giống nhau luôn kìa. Trời ơi, biết luôn á. Đi làm. Ú, lụm được tiền mà Linh. Lụm được 10 sen. May mắn lắm á. Wow. Lụm được 10 sen nữa nè. Trời, toàn lụm tiền cắt không ông nội ơi. Có tiền cắt thì mới có tiền. Có tiền cắt mới có tiền tỷ chứ ha. Nó lụm tiền cắt mới có tiền tỷ, giống như ông Amazon mới động lụm tiền cắt các bạn thấy không? Bây giờ ông tiểu tỷ 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 luôn, ghê không? Ghê. Ghê quá ha. Đang nói vụ gì bà Linh? Vụ thảo kính cha mẹ. Thì sao? Đang nói tôi tự nhiên thảo kính làm sao quên rồi. Nó ý là mình nói là rất là nhiều người nhắn tin cho Tám á, giống như nói là nhờ coi bà Tám á, mà coi như là mình nghĩ tới cha mẹ mình lại hơn. Với lại nhiều người ta hối tiếc là tại sao lúc mà mình còn cha mẹ mà mình không có chăm sóc cha mẹ như vậy á. Cái hối tiếc rồi khóc rồi buồn rồi nhớ cha mẹ dữ lắm. Nhưng mà có nhiều người thì cũng nói là hồi đó cũng chăm sóc cha mẹ giống y chang như Tám vậy đó. Nhưng mà bây giờ mất rồi thì rất là nhớ, thương. Không có còn gặp được nữa đó, không có còn được chăm sóc như vậy. Rồi có người nói là bạn có biết là bạn rất là hạnh phúc không khi mà được chăm sóc cho mẹ không? Biết chứ, Tâm biết hết á, Tâm biết chứ. Nhưng mà cho nên là mình làm ở trong một cái tinh thần rất là vui vẻ, hạnh phúc. Chứ mình không phải là mình làm ở trong một cái sự cực khổ đó. Tại vì mình cứ nghĩ là cái đó là một cái bổn phận, trách nhiệm phục vụ hiếu thảo, thảo hiếu cho mẹ. Tại vì mình nói bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn gì? Bà Linh bất kể câu chuyện nghe bà Linh. Câu chuyện là bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Là có một cái anh con trai kìa, đang chở mẹ mình đi phải không, mà đi lên đồi, đi lên một ngọn đồi, cái nó chở không nổi, kêu mẹ xuống đi bộ thì nó đạp hì hục quá, nó mệt quá, xong một hồi nó bắt
mẹ nó xuống đi bộ. Cái mẹ nó mới nói sao tao thấy mày chở bồ mày mà mày chạy bon bon lên đồi nhanh mà không mệt luôn. Cái nó thì mẹ biết mà, bên Tình bên Hiếu bên nào nặng hơn thì là bên Hiếu nặng hơn, thì mẹ nặng quá thì mày xuống mày đi bộ. Mà nó kể chuyện ấy, bên Tình bên Hiếu cười chết luôn. Thôi bây giờ bye bye các bạn nha. Thôi tới đây là chấm dứt đi, rồi có gì mình sẽ cập nhật cái tình hình tiếp theo như thế nào. Các bạn nhớ đăng ký kênh Bà Tám Cam Thơ nha. Xong rồi chạy qua đăng ký kênh Cam Thơ Music nha, ủng hộ. Đăng ký để đó thôi. Cho Bà Tám bà vui. Rồi các bạn nhớ nha. Nhớ mình ai mà còn cha mẹ thì nên suy nghĩ lại, nếu mà chưa chăm sóc được cho cha mẹ chu đáo thì nên dạy, tại vì bên Hiếu quan trọng hơn bên Tình nha. Bên Tình không có quan trọng, bên Hiếu đâu. Nặng hơn, bên Tình cũng quan tình trọng, tình cũng quan trọng nặng, nhưng mà không nặng bằng bên Hiếu. Nhưng mà bên Hiếu thì nặng hơn, phải nặng hơn 50, bên Tình 50% thôi, bên Hiếu 100%, bên Tình 50 thôi, đủ rồi. Đúng không ta? Có cái đúng không các bạn? Không, cũng hơn chút. Theo Tám là vậy. Theo vậy hả? Ừ, theo tôi là vậy. Lại bên Tình thì cũng còn khỏe mạnh, trẻ trung ha, còn sống đời. Các bạn thấy không? Bên Tình á, vợ chồng á, lúc mà vợ chồng là một, lúc ly dị rồi hả? Như người dân. Đúng rồi. Người dân nước lã còn thua người dân nữa đó. Quên, còn hơn người dân chứ quên lộn. Còn hơn người dân nữa. Có khi nó thành kẻ thù luôn á. Trời ơi, ghê lắm. Nhiều lúc hả, nó còn ác hơn là cái người bạn mà không phải là vợ chồng của mình. Dù sao nó cũng là, dù như người ta nói, dù sao cũng là tay ấp tay chân gối hả, cái gì đầu ấp đầu ấp tay gối gì đó, cũng là một thời gian mà hả, đối xử với một người vợ chồng quá trời tệ luôn, là như vậy á. Cho nên tại sao bên Hiếu nặng hơn? Tại sao? Đúng không? Tại sao? Tại sao? Đúng rồi. Bên Tình đâu có nặng đến mức độ mà như vậy. Nếu mà lỡ mà đường ai nấy đi coi. Còn hơn người, còn thua người dân hả? Sao? Còn hơn coi như là người dân á. Người dân luôn á, một là thành một cái người dân xa lạ luôn á. Có khi á, có khi coi như là không quan liên quan gì tới nhau nữa luôn á. Là như vậy, các bạn cứ tưởng tượng là như vậy đi, là các bạn sẽ thấy Tâm nói đúng. Có một cái anh kia kìa, ảnh sợ vợ lắm. Cái ông nói là sao? Cha mẹ có công sinh ra ta, vợ dạy ta nên người. Tại sợ vợ. Ơi, mẹ cha có một à, nên nhớ là như vậy. Thế là cái này thì ai cũng biết, nhưng mà quan trọng làm được hay không thôi, đúng không? Nhiều lúc quan trọng cái tình yêu đôi lứa thì quá. Mình thương cha mẹ thì con cái nhìn vô nó sẽ thương mình thôi, lúc về già ha. Người ta thôi, nhiều lúc người ta không cần biết, người ta chỉ cần biết hiện tại thôi. Không? Anh chọn đi, mẹ anh hay là tôi? Một là mẹ, hai là tôi. Ông chọn đi. Thì yêu người yêu quá mà, không thể nào thiếu người yêu. Người có đàn người, bà đó chắc cũng không có thương có cha người mẹ. Thì đó, có người người ta nói là thôi cha mẹ mình thế nào cũng chết, còn vợ mình thì ở với mình suốt đời. Suốt đời hay không, thì những người người ta hiểu vậy thì người ta đâu có hiếu đâu. Rồi thế nào ông trời ông cũng không có mai mốt không có đãi mình vậy đâu, tại vì sống mà mai mốt con cái nó không đâu có hiếu với mình, không có hiếu với mình là bị quả báo liền luôn á bạn. Rồi nói nhiều quá. Bye bye see you again, hẹn gặp lại chúc các Linh bạn đi về nhà sao? Coi nhà xây vui vẻ nha. Xong rồi chiều thở về ghé tôi nha. Rồi bye bye see you again, chúc các bạn một ngày ăn lành và hạnh phúc nha. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.